Vâng, so first of all, please say hello to our audience. Ừ, thì mình chào coi như là khán giả ha. Chào tất cả các bạn. 欢迎 Palette， 首先要恭喜他们双杀 G2 在这次的 MSI 小组赛当中。所以的话，他们到底是怎么做到这个事情的呢 ？So congratulations on your victory. Like you took down G2 for twice in this at this 2019 MSI. How did you manage to do it? And how does he feel right now? Mình đã có thể đánh bại đội tuyển G2 tới tận hai lần tại giải MSI năm nay ha. Thì đội mình đã làm như thế nào để có được hai chiến thắng đó? Cũng như là bạn đang cảm giác như thế nào ngay bây giờ? Cảm giác của mình vui thôi, nhưng mà trận đá hắn này thấy cảm giác cũng như được chọn bạn cho lắm, nhưng mà hắn này tay mình cũng rất là vui. Although I don't feel fulfilled enough after this victory against G2, but I'm also really happy to have won two times again the European champion. Sorry, I didn't hear that there were so many voices. Can you repeat again? Sorry. Although I don't feel really fulfilled after this victory against G2, but I'm also really happy that we got two victories against them. 我没有感到特别的膨胀，对阵 G2这一次的时候，但是因为我们还是能够再次拿下 G2，所以还是非常的高兴的。第二个问题问一下，整场比赛在他们拿到大龙之前，都打得非常的有来有回，甚至是非常平均的。那 对方瑞兹甚至还拿了 MSI 上面的这一次 MSI 上面的第一个五杀，所以他们当时是怎么稳住这样的一个心态去继续的完成反扑的呢 ？So the game was so even, and you played back and forth before they took the Baron down, and Ryze even got the first Penta kill at this MSI. So how did they like calm down and finish the comeback? 对，trận đấu đã rất là giằng co. Và ngay cả Rise của Wonder cũng đã có được pha penta kill đầu tiên của giải. Thì team mình đã làm như thế nào để có thể comeback lại trở lại với trận đấu và giành chiến thắng chung cuộc? Thì đội hình của tụi mình biết là chỉ cần tụi mình có sự tập trung lẹ và tụi mình chủ động đánh trước thì tụi mình chắc chắn sẽ win được. Cho nên là tụi mình đã tập trung lại được và chủ động trước họ nên tụi mình đã giành được chiến thắng. So it's actually because of our composition. So our composition, if we take initiative and start the fight before they did, we will get the advantage and probably win over a team fight. So that's a key reason why we end up with a victory against G2. 所以我觉得我们能够拿下比赛胜利的最关键的一个问题就是我们的阵容。我们的阵容呢，对于它相比起 G2 来讲，可能更好的去先手开团，而这个也是我们能够在大龙之后做出非常很多正确的开团决策的这样的一个原因之一。那最后一个问题，其实很多的 LPL 粉丝是很爱看他们比赛的。有没有什么想跟 LPL 的粉丝们说的呢？So many fans in the LPL are really enjoying watching their games, their aggression, their peaks, and their stories. So any words for the fans in the LPL? Thì có rất là nhiều người hâm mộ từ giải EPL của Trung Quốc rất là ngưỡng mộ đội tuyển Football Follow ha. Thì bạn có bất kỳ lời nào muốn gửi tới người hâm mộ ở tại Trung Quốc hay không? Mình muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn trên toàn thế giới luôn. Đã luôn ủng hộ tụi mình và cho dù tụi mình đã có kết quả thi đấu không được tốt cho lắm, nhưng mà mọi người cũng luôn ủng hộ tụi mình và động viên tụi mình. Mình thấy cái này là tinh thần rất tốt để cho tụi mình có thể chiến đấu trên con đường phía trước nữa. So I want to say my thanks to not only Chinese fans, but fans worldwide for always being here and support us in our journey. We'll try to be better in the next tournaments in order to pay our respect to your support. 对于其实无论是 LPL 粉丝也好，还是所有的海外粉丝也好，都想跟他们说一声真挚的感谢。尤其是在我们这一路来当中一直支持我们的粉丝，所以也希望在下一次的无论是我们自己的赛区赛事，还是说国际赛事当中，都能够表现得更好，来回报各位的支持。也再次感谢 Palette 来到赛后采访期，先把时间交还给演播室。